Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Sến theo đây. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử một số những cái mẹo ở trên mạng là giờ chúng ta bị bóp tương tác quá rồi cho nên là có bệnh thì giá tứ phương thôi. Thì cái mẹo đầu tiên đó là tham gia nhóm người thử nghiệm trên TikTok. Thì mình thấy một số rất là nhiều những KOL người ta cũng nói là nếu như mà cái video của chúng ta bị lót hay là bị bóp tương tác quá là nặng thì cứ tham gia cái nhóm người thử nghiệm trên TikTok. Và trên cái màn hình các bạn đang thấy đây là cái nick tài khoản TikTok của mình đã được tham gia vào nhóm người thử nghiệm. Còn tham gia như thế nào thì cũng dễ thôi. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái tài khoản TikTok của các bạn nhé. Sau đó chúng ta gắn vào cái dấu ba gạch ở bên phía tay phải màn hình. Đó, rồi chúng ta sẽ chọn đó là cài đặt vào quyền riêng tư. Đó, trong cái cài đặt vào quyền riêng tư này nè. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ vào trong cái phần đó là giới thiệu. Các bạn sẽ thấy ở phía dưới này nó để chữ đó là báo cáo vấn đề hỗ trợ và giới thiệu. Chúng ta bấm vào phần giới thiệu ha. Trong phần giới thiệu này chúng ta sẽ thấy là tham gia nhóm người thử nghiệm TikTok, chúng ta bấm vào. Thì khi mà các bạn nhắm vào đây chúng ta sẽ nó yêu cầu các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản Google, tức là cái tài khoản mà các bạn đang sử dụng ở trên TikTok Play ấy. Đấy, trên TikTok Play của các bạn. Thì chúng ta sẽ đăng ký cái này là trên Android thì các bạn, còn trên iOS thì mình thua. Mình không biết là mình còn không biết là TikTok Seller có trên iOS hay không nữa. Rồi, thì tham gia đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai á, cái này thì mình cũng không biết là có tác dụng hay không. Đó là chúng ta sẽ vào trong cái phần cài đặt và chúng ta sẽ thay đổi cái địa chỉ mạng của chúng ta lại một chút xíu, tức là sử dụng một cái DNS khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần wifi thôi. Tại vì mình thì mình đang sử dụng wifi mà. Chúng ta sẽ bấm vào trong cái phần cài đặt wifi nè. Ở trong phần cài đặt wifi này á, bình thường thì nó sẽ sử dụng cài đặt IP thì nó có cái chữ đó là DHCP. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đó là cài đặt tỉnh ha. Các bạn cài đặt giống như của mình thì cái DNS 1 mình sẽ sử dụng đó là 111 của cái này, nó kia là sao ta, cái DNS này như là của cái thằng Cloudflare gì đó. Còn cái DNS 2 đó là 8888 là cái DNS như là của Google. Thì chúng ta chuyển hai cái này. Còn cái quyền riêng tư thì các bạn nhớ sử dụng cái smart của mình đó là ngẫu nhiên để cái địa chỉ IP nó thay đổi liên tục, thì để xem là nó có tác dụng hay không. Thì hiện tại thì có tác dụng không chúng ta chưa biết được, nhưng mà đây là hai cái mà người ta hướng dẫn. Còn những cái sau đây là những cái mà tào lao, tức là mình coi của cái kênh của cái thằng, thôi mình cũng không nhắc tên đâu. Nói chung mình cũng không nên đập phá trống cơm của người ta, mặc dù nó bóc phét nhưng mà cũng kỳ bà đó, mà thằng đó nó bố láo. Mình nghe mình làm theo thì mình nhìn làm theo thì nó thật là lúc đầu gọi là có bệnh với tứ phương thôi, chứ nhìn cái cách là biết nó không có tác dụng gì rồi. Rồi nó kêu á là chúng ta có thể vào trong phần hỗ trợ nè, xong rồi vào phần trung tâm trợ giúp. Đấy. Rồi sau trong cái phần trung tâm trợ giúp này á, chúng ta sẽ tìm tới cái phần đó là cái gì đâu rồi, để mình tìm xem. À đây, follow và đang follow. Đấy, nó kêu mình click vào trong follow và đang follow nè. Đó. Xong rồi đọc mấy cái danh sách chặn đồ này á, xong nó kêu mình gửi mấy cái phản hồi. Thì mình nghĩ ban đầu á, thì cái lý do á, là chắc là khi mà chúng ta gửi những cái phản hồi này bạn biết chi không, để là cho TikTok nó biết là cái tài khoản của chúng ta á, là cái tài khoản sống, tức là chúng ta không phải là bot mà chúng ta là những cái con người, những cái con người đàng hoàng luôn. Là chúng ta kiểu như là con người thì chúng ta mới đọc mấy cái này, chứ bot thì nó đâu có đọc đâu, đúng không? Nhưng mà mình nói thật các bạn là các bạn thử đi, các bạn vô nè. Đó, xong các bạn quay lại. Đấy ha. Xong vô trung tâm trợ giúp nè, mình quay lại nha. Đó, mình cho các bạn xem. Rồi click lại vô cái nào đi, follow và đang follow nè. Rồi tăng số lượng khán giả nè. Đấy, các bạn kéo xuống dưới đấy, các bạn có chắc 100 lần đó, nó cũng vậy các bạn. Bởi vì mình nghĩ, cho nên mình nghĩ là cái nút có hay không có này nó chỉ là cái script của thằng TikTok thôi, chứ nó không có tác dụng gì đâu. Chắc nó cũng chả gửi về cho thằng TikTok, nó cũng chả thu thập được cái thông tin gì về cái này nè, bởi vì cái này nó không có tác dụng gì với TikTok hết. Nó chỉ làm nặng cái bộ phận nhân sự của TikTok thôi. Cho nên là cái này chỉ là cái grip thôi, nó chả có tác dụng gì hết. Ăn đó thì nó muốn láo thôi, nói chuyện rất là dạy đời người khác, mặt thì cứ nghênh lên, chả hiểu thế nào. Thế là xây dựng thương hiệu cá nhân rồi, kinh khủng thật. Rồi mấy cái nói chung là mấy cái mà thuộc dạng click vô phần cài đặt, xong rồi vào trong phần giới thiệu báo cáo vấn đề gì đó, xong rồi click báo cáo gửi có hay không đó, thì mình nói là các bạn là không có tác dụng đâu, đừng có xem mấy cái kênh tào lao nó chả tác dụng gì hết. Rồi cái tiếp theo là mình nghĩ không biết là nó có tác dụng hay không, nhưng mà mình nghĩ chắc là có đấy. Đó là các bạn vào trong cài đặt vào quyền riêng tư nè, thấy không? Xong các bạn thấy ở trong cái phần đó là nội dung và hiển thị, chúng ta sẽ thấy cái hình đó là TikTok Amplify. Đây, TikTok Amplify thì các bạn tham gia cái TikTok Amplify này cho mình. Không biết là một số bạn đã bật lên chưa, nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa bật thì kiểm tra lại. Và chúng ta có thể bật cái TikTok Amplify này lên. Thì mình đã đọc rồi, cái TikTok Amplify này là cái gì? Tức là khi mà các bạn bật cái này lên thì cái video của các bạn được phép khuếch đại, hay được gọi là được cấp quyền cho TikTok sử dụng nó để quảng cáo. Tức là cái video này của các bạn nó sẽ không còn bản quyền gốc của các bạn nữa ha. Nói không quanh co lòng vòng, giải thích thẳng vào vấn đề á, tức là nó sẽ không còn bản quyền gốc của các bạn nữa, mà TikTok có quyền, toàn quyền luôn, là sử dụng cái video của các bạn để quảng cáo ấy. Tức là lỡ như một ngày mà các bạn thấy cái video này của các bạn được sử dụng để quảng cáo thì các bạn cũng không có quyền kiện thưa hay là bắt người ta tắt cái video của các bạn đi, hiểu chưa? Bởi vì các bạn đang tham gia cái chương trình đó là TikTok Amplify, chương trình khuếch đại nội dung video của TikTok. Các bạn hiểu đơn giản cho mình như vậy là được rồi. Tức là, nhưng mà mình nghĩ là cái chương trình nó cũng khá là hay đấy chứ, khi mà giống vậy chúng ta đâu phải là người nổi tiếng, đâu phải là KOL hay là những cái gì đó mà cái video của chúng ta nó quá là khủng đâu. Mình nghĩ thì người ta còn bỏ tiền nên người ta chạy quảng cáo video cho TikTok chứ. Cái này mình thấy TikTok nó sử dụng video tôi quảng cáo thì tôi cũng mừng. Cho nên là chúng ta cứ bật cái này lên nhé. Rồi nói lại để các bạn không biết, riêng là có một dấu ba chấm nè, thấy chưa? Này dùng xem một sơ. Có một dấu ba chấm, ba cái gạch ở bìa bên phần tài khoản cá nhân á, chúng ta chọn cài đặt vào quyền riêng tư, ok chưa? Xong sau kéo xuống phía dưới ở ngay cái phần nội dung hiển thị á, chúng ta sẽ thấy cái phần đó là TikTok Amplify. Đấy, click vô và chúng ta sẽ tham gia cái chương trình này. Rồi, đây là một số những cái cập nhật thôi. Còn nếu như mà có cái gì khác nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn trong những cái video sau. Nếu như các bạn có muốn tham gia vào nhóm thì hãy vào trong cái phần mô tả của cái video này. Và chúng ta có thể tham gia vào nhóm với mình, và các bạn có thể đặt câu hỏi ở trong đó để những các bạn nào mà người ta có cùng câu hỏi, cùng vấn đề thì sẽ đặt và sẽ cùng nhau giải quyết ở trong đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc bạn thành công, buôn bán đắt, kiếm được nhiều tiền nhé. Yeah, bye bye.